Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Nam Căn kỳ thứ 8 năm 2024 phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trang địa phương kỳ này, chúng tôi thông tin đến quý khán giả những nội dung chính sau đây. Ổn định trường lớp, sẵn sàng đón học sinh vào ngày học chính thức năm học 2024-2025. Hỗ trợ học sinh đến trường đầu năm học mới. Nội dung sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 vừa qua, cùng với cả nước, các điểm trường trên địa bàn huyện Nam Căn đã đồng loạt tổ chức thành công buổi lễ khai giảng năm học mới năm 2024-2025. Hiện nay, các điểm trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để các em học sinh bước vào học chính. Năm học mới này, huyện Nam Căn có 30 trường học do huyện quản lý. Trong đó, mầm non mẫu giáo 9 trường, tiểu học 11 trường và trung học cơ sở 9 trường. Với tổng số trên 10.000 học sinh, được biên chế 315 lớp học. Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới, ngay sau khi kết thúc năm học 2023-2024, vào cuối tháng 6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức đi kiểm tra, rà soát, đánh giá nhu cầu nâng cấp, sửa chữa các hạng mục cần thiết của tất cả các trường học để làm cơ sở tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện để khắc phục kịp thời cho năm học mới. Theo đó, huyện đã xuất nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp trường lớp học hàng năm khoảng 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ các điểm trường hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo nhu cầu dạy và học cho học sinh. Phòng có bước chỉ đạo ngay từ đầu năm học, các đơn vị trường học là rà soát, sửa chữa những cái hạng mục, những cái công trình nó vừa sức với cái nguồn kinh phí của đơn vị trường, thì các đơn vị trường cũng đã chủ động mà thực hiện. Thì bên cạnh đó thì phòng cũng chỉ đạo các trường là vệ sinh trường lớp, rồi là cắt tỉa cây xanh, rồi là phối hợp với y tế, trạm y tế các xã để mà có cái công tác phòng chống dịch để chuẩn bị cho học năm mới. Trường tiểu học Võ Thị Sáu là trường ở vùng sâu vùng xa, tuy nhiên thì nhà trường cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành nên cũng đầu tư về cái cơ sở vật chất, các cái trang thiết bị, nên đối với cái năm học 2024-2025 thì cái công tác chuẩn bị để cho các em đến trường vào đầu năm học cũng như thực hiện cái công tác tuyển sinh của nhà trường thì đã đảm bảo được tốt các cái yêu cầu. Do đó tới thời điểm này thì nhà trường đã có 190 em học sinh đến trường đầy đủ. Năm học 2024-2025, huyện có tổng số 674 cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên. Đến hết tháng 8, huyện cũng đã thực hiện xong việc bố trí sắp xếp, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Kết thúc năm học thì Sở Giáo dục cũng như Ủy ban huyện, Ủy ban tỉnh cũng có các văn bản chỉ đạo yêu cầu phòng giáo dục là rà soát, rồi rà soát sắp xếp cái đội ngũ giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, cũng như là điều động luân chuyển bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thì trên cơ sở đó thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường rà soát sắp xếp đội ngũ báo cáo. Trong đó thì đối với cán bộ quản lý thì phòng giáo dục đã tham phối hợp với phòng nội vụ tham mưu Ủy ban dân huyện điều động cũng như luân chuyển để bổ nhiệm. Đối với giáo viên thì phòng giáo dục cũng làm tham mưu chỉ đạo các trường sắp xếp những cái số giáo viên mà nó dư thừa cục bộ để phân công nhiệm vụ làm sao đảm bảo cho cái thực hiện nhiệm vụ năm học. Tới thời điểm này thì trên cơ bản là đã đảm bảo các điều kiện và cũng được Ủy ban dân huyện báo cáo về Sở Dục. Về cái đội ngũ thì nhà trường cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Khi mà biên chế lớp đã hoàn thành thì nhà trường cũng đã trên cơ bản đã sắp xếp tất cả các thầy cô để phân công các bộ môn giảng dạy. Thì nhìn chung là tất cả đội ngũ giáo viên nhà trường đều đảm bảo. Năm học mới 2024-2025 với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn ngành với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Với mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân huyện, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện giao. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm không để cho các em học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến lớp, đầu năm học mới, các cấp các ngành huyện Nam Căn lại đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa, hỗ trợ học sinh các điều kiện đến trường, viết tiếp ước mơ. Năm học này, trường tiểu học Võ Thị Sáu có 190 học sinh, trong đó có 4 học sinh nghèo, cận nghèo và 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân ngày khai giảng năm học 2024-2025, những em học sinh đã được các cấp, các ngành, nhà hảo tâm trao tặng 11 suất học bổng, 19 chiếc xe đạp, cùng nhiều thẻ bảo hiểm y tế, tập, sách giáo khoa, đồng phục, gạo, mì gói, tổng trị giá 52,4 triệu đồng. Đây là những cái sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, rồi của các mạnh thường quân đã giúp cho các em coi như sẽ có được cái điều kiện đến trường coi như tốt hơn. Thì trong cái thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục chỉ đạo giáo viên rà soát học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cũng như tìm các cái nguồn coi như hỗ trợ cho các em trong thời gian tới để đảm bảo làm sao mà tất cả các em đều được đến trường và đủ các cái điều kiện coi như học tập coi như tốt hơn. Con rất vui khi được cô các nhà tài trợ cô chú tặng xe đạp cho con. Con hứa con sẽ học giỏi. Con rất vui vì được Mạnh Thường Quân và tài trợ giúp đỡ con. Con cảm ơn. Con hứa con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mọi người. Thì qua cái rà soát thì đến thời điểm này đối với nhà trường là có 67 học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, khó khăn. Trong đó học sinh nghèo là 14, học sinh cận nghèo là 37, học sinh khó khăn là 16 em. Thì nhà trường cũng tiến hành vận động các nhà tài trợ cũng được là 700 quyển tập, 30 sức quà, rồi 10 em để nhận 10 chiếc xe đạp do các nhà tài trợ trao trong cái dịp khai giảng. Trong quá trình tuyển sinh thì nhà trường kết hợp với ban tuyển sinh đã ghi lại tất cả những em có cái hoàn cảnh khó khăn vào một cái danh sách. Và đầu năm cũng được các mạnh thường quân hỗ trợ là 20 chiếc xe đạp cũng như ngân hàng Aibank hỗ trợ 10 thẻ bảo hiểm. Ngoài những đối tượng học sinh này thì nhà trường vẫn tiếp tục rà soát danh sách để tiếp theo có những mạnh thường quân khác để hỗ trợ cho các em, để đảm bảo cho tất cả các em đến trường đều có tập, đều có sách để học tập. Theo chủ trương cũng như cái kế hoạch chung của ban giám hiệu và sự quan tâm của toàn xã hội thì tôi đã liên hệ giúp đỡ những em học sinh khó khăn để chúng ta có thể đưa các em đến trường, không để các bạn nào phải bỏ học. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, cùng với truyền thống hiếu học của học sinh, tin tưởng năm học 2024-2025, ngành giáo dục huyện Nam Căn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều quả ngọt, tiếp tục đưa sự nghiệp trồng người ngày càng phát triển. Thời lượng dành cho trang địa phương huyện Nam Căn đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.